Một vị nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, gia đình con có con trai lớn, tự dưng hai vợ chồng cháu đánh nhau, sau đó bỏ đi 6-7 tháng rồi và không về nhà nữa. Trong thời gian đấy con vẫn tụng kinh Địa Tạng, có hôm tụng một thời, có hôm tụng hai thời. Nhà một mực con vẫn nhất tâm niệm Phật. Vì việc đó con rất rối tâm, con kính thầy xin giải đáp cho con. Có những trường hợp Ngài Ấn Quang Đại Sư trong văn sao nói là gì? Là chuyển hậu báo thành hiện báo. Cho nên trường hợp này á, hoặc có những trường hợp là gì? Các tổ Ngài Xuyên gọi là ma khảo nữa, tức là ma nó phá. Nó thấy mình tu và nó phá, nó không muốn cho chúng ta tu, nó phá. Xem để cho mình thì mình không thể tu được. Và cái trường hợp như thế mình càng phải gì? Càng phải cố gắng nỗ lực tinh tiến và vượt qua nó. Nhưng vượt qua chính như người, giống như người bơi dưới sông ấy. Người muốn vượt sông bơi qua gì? Qua một cái mảng sông lớn, qua một cái khu vực, qua một cái con sông lớn. Mình bơi gần tới bờ rồi nó mệt, mệt lử người ra rồi. Thì bây giờ chúng ta nghĩ sao? Muốn sống thì phải hãy cố lên một tí nữa, để mà có bơi vài cái nữa thôi thì mình sẽ tới bờ và trèo lên ngồi nghỉ trên bờ thì sẽ gì? Thoát chết. Còn mà mình nhớ bảo là tôi mệt quá không thì bơi được nữa thôi, dừng lại thôi. Và gì? Dần dần chìm nghỉm xuống lòng sông và tán thân mất mạng vậy các quý vị. Đấy gọi là gì? Gọi là ma khảo, gọi là trường hợp gọi là oan gia trái chủ nó phá, thì mình cần phải vượt qua nó. Còn cái trường hợp mà như Ngài Ấn Quang Đại Sư nói trong văn sao là chuyển hậu báo thì hiện báo, nghĩa là sao? Nghĩa là đáng lẽ cái tội đó chúng ta phải đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đời sau. Nhưng bây giờ chúng ta tụng kinh niệm Phật, chúng ta có công đức và chúng ta chuyển cái báo đó ở đời sau trong ba đường ác đó, chuyển thành đời này, hoặc là ốm đau, bệnh tật, hoặc là gia đình lục đục vân vân đó, cũng đừng có thoái. Thoái cũng giống như người bơi qua sông kia vậy, không qua được thì chỉ có chết mà thôi. Đó.